tập 34. Trong mắt anh ấy chỉ có nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ, anh ấy có thể hướng họng súng vào cả người thân của mình. Vì nhiệm vụ, anh ấy cũng có thể đi cứu một kẻ địch tay nhuốm đầy máu tươi của đồng đội mình. Thì ra anh ấy là người như vậy. Em hiểu lầm anh ấy rồi. Anh có tưởng tượng được không? Anh ấy đã nổ súng về phía em đấy. Vết thương trên người em, chẳng lẽ là anh ấy? Vết thương của em không phải là anh ấy bắn, là cái người họ Liễu kia bắn. Đạn của kẻ thù chỉ đau thể xác, còn Trương Kim Thạch, mặc dù trong súng không có đạn, nhưng đã làm tổn thương trái tim em. Em là người chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bị sợ hãi là bình thường. Chẳng có ai có thể đối diện với họng súng mà thật sự không sợ hãi chút nào. Anh ấy làm vậy, có lẽ là có ẩn tình gì đó. Giờ em nhắm mắt lại, trong đầu toàn hình ảnh ấy. Chính vì anh ấy biết trong súng không có đạn nên mới hướng súng vào em đó. Quân nhân chuyên nghiệp hoàn toàn có thể dựa vào độ nặng của súng mà đoán ra bên trong có đạn hay không. Anh ấy làm vậy là có kế sách của mình. Anh ấy cũng nói như vậy. Em chỉ là không hiểu. Em không hiểu trong kế sách của anh ấy có mấy phần là nhiệm vụ, có mấy phần là vì bản thân anh ấy. Nhưng tóm lại, trong kế sách của anh ấy chưa từng có em. Chưa từng. Xin hãy rủ lòng thương, xin ai đó hảo tâm cho tôi miếng cơm ăn đi. Ông ơi, cho tôi miếng cơm ăn đi. Thẩm tiên sinh, đi theo tôi. Nào, đỡ hơn chưa? Không sao rồi. Thật sự không ngờ cô lại là con gái của phu nhân. Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên y như anh vậy. Anh có biết không, giữa người thân với nhau sẽ có linh cảm. Mỗi khi tôi nhìn thấy bà ấy là sẽ có một cảm giác kỳ lạ. Mãi đến sau này tôi nhìn thấy sợi dây chuyền của bà ấy thì mới biết bà ấy chính là mẹ của tôi. Nhưng sao bà ấy lại nghĩ cô đã chết rồi chứ? Cha mẹ tôi vốn đều là quân nhân, mẹ còn là quý tộc. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, họ chưa từng cởi bộ quân phục xuống, lúc nào cũng bận rộn bên ngoài. Họ gửi tôi cho bà nội nuôi dưỡng. Đến cả trong họ như thế nào, tôi cũng chỉ nhớ mơ hồ. Họ đã cống hiến cả sinh mệnh cho chiến tranh. Còn tôi, từ nhỏ đến lớn, cứ như một đứa trẻ mồ côi vậy. Chiến tranh là tai họa lớn nhất của loài người. Được rồi, ăn chút gì đi.
Sau khi chuyện ở đây kết thúc, tôi muốn cùng anh về Nhật Bản. Phu nhân, đã tới tất cả các bệnh viện rồi, không phát hiện tung tích của cô Keiko. Bọn chúng đưa cô bé đi đâu rồi chứ? Phu nhân, Thẩm Kính Trai cũng tới rồi, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Đưa ông ta lên thuyền đi. Vâng. Phu nhân, tôi đưa tới rồi đây. Thẩm tiên sinh, lâu rồi không gặp. Chào ông. Không cần khách khí nữa, mục đích tôi đến đây, tôi nghĩ bà cũng biết rồi. Con gái tôi đâu? Con gái ông rất an toàn. Thẩm tiên sinh, có mang danh sách tới không? Không gặp được con gái thì tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào cả. Thẩm tiên sinh, tôi thả con gái ông ra rồi. Tôi hẹn con gái ông ra là vì muốn mời ông tới. Mục đích của tôi đã đạt được, cho nên tôi nói lời giữ lời, thả cô ấy đi thôi. Chắc giờ là đang trên đường về đấy. Tiểu Tiệp, em có từng nghĩ đến nỗi đau trong lòng anh ấy không? Là một đặc công, anh ấy đã phải gánh vác áp lực rất lớn rồi. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy không thể nào không thay đổi tính cách, âm điệu, ngữ khí, nói chuyện của mình. Dùng một linh hồn giả tạo bao trùm ra ngoài linh hồn của mình. Tất cả những điều này đều có thể khiến anh ấy đánh mất chính mình trong khi làm nhiệm vụ, cho nên là một đặc công. Quan trọng không phải là anh ấy tài giỏi đến đâu, có kỹ năng giết người điêu luyện đến đâu, mà là phải khống chế được bản thân. Còn về việc khống chế thế nào, anh nghĩ quan trọng nhất là sự cố chấp với nhiệm vụ, là nỗ lực không ngừng về thắng lợi và tự do. Chính những niềm tin đó sẽ khiến anh ấy kiên trì đến cuối cùng. Tình cảm. Đúng vậy, con người ai cũng có tình cảm. Nhưng đối với anh ấy mà nói, tình cảm là quá nặng nề. Anh ấy đã phải gánh vác quá nhiều áp lực và sứ mệnh. Anh ấy đã không còn sức đâu để gánh vác nhiều tình cảm hơn nữa. Có lẽ đó chính là chốn về của anh ấy. Nếu em thật sự thích anh ấy thì nên hiểu cho anh ấy. Cảm ơn. Cảm ơn Tử Phi. Bây giờ thời gian rất gấp rút, chỗ này cũng không thể ở lâu được. Chúng ta phải nghĩ cách rời đi. Nhưng rốt cuộc phu nhân đã đi đâu rồi chứ? Làm sao để tìm ra bà ấy đây? Anh không sợ bà ấy sẽ giết anh sao? Đương nhiên là tôi sợ. Nhưng tôi không thẹn với lòng. Tôi không thẹn với lòng. Có bao nhiêu hiểu lầm thì tôi cũng có thể giải thích rõ ràng. Tôi nói anh nghe, tôi bắt buộc phải đi cùng anh. Sức khỏe cô thế này, đi cùng sao? Mà đi đâu? Cô biết phu nhân ở đâu sao? Cô biết đúng không? Đúng vậy. Ở đâu? Ở bên hồ Tây Nam có một con thuyền. Bà ấy từng nói đó là nơi cuối cùng chúng ta có thể đến, cũng là nơi để bỏ chạy giữ lấy mạng. Thế này đi, giờ tôi sẽ đi tìm bà ấy được không? Không được, không được. Tôi phải đi cùng anh. Sức khỏe cô thế này thì đi làm sao được? Cô yên tâm đi, tôi tìm được bà ấy sẽ nói cho bà ấy biết tình hình của cô, rồi sẽ tới đón cô được không? Thế nhé, cô nghe tôi, nghe lời tôi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Giờ chúng ta có thể bàn chuyện làm ăn được rồi.
Tôi biết danh sách hội nghị chính trưởng quan quân đội đang ở trong tay ông. Giao ra đây đi. Phu nhân là người làm ăn danh tiếng lẫy lừng, bàn chuyện làm ăn thì phải công bằng chứ. Bà bắt cóc con gái tôi, ép tôi tới gặp mặt, thả con gái tôi ra, lại chìa tay đòi danh sách. Bà thấy thế có công bằng không chứ? Nếu đổi lại là bà thì bà sẽ làm thế nào? Vậy Thẩm tiên sinh ra giá đi. Chuyện đã đến nước này, trong lòng bà và tôi đều hiểu rất rõ. Vào lúc này tiền có tác dụng gì chứ? Thẩm tiên sinh, cái này thì tôi không hiểu rồi. Con người ta sống một đời không phải chính là vì công danh lợi lộc sao? Con người sống trên đời không thể không có công danh lợi lộc. Nhưng bà phải sống cái đã. Bà nói có phải không? Công việc ở quân thống luôn nhắc nhở tôi, danh sách chính trưởng quan quân Tây Nam một khi vào tay bà thì hai tay của Thẩm kính trai tôi sẽ nhuốm đầy máu tươi từ người của phe mình. Còn cái đầu trên cổ tôi đây cũng khó mà giữ được. Thẩm tiên sinh là sợ gánh trách nhiệm sao? Sợ là chuyện không chỉ có thế. Nếu như cấp trên điều tra xuống, tôi thì kiểu gì cũng chết. Hơn nữa nếu danh sách giao vào tay bà, nếu lỡ phu nhân qua cầu rút ván thì tôi cũng vẫn chết. Thẩm tiên sinh, ông lo lắng nhiều quá rồi. Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn mà. Được thôi, nếu đã là bàn chuyện làm ăn thì tôi lại ngại quá. Tôi là kiểu trước tiểu nhân, sau quân tử. Thẩm tiên sinh, hôm nay tôi có thể thả Thẩm tiểu thư, ngày mai tôi vẫn có thể bắt cô ấy lại thôi. Tôi đã nể mặt ông đầy đủ lắm rồi đó. Tôi tin là bà có khả năng này. Nhưng bà cũng đừng coi thường Thẩm kính trai tôi. Tôi mong rằng chúng ta có thể ngồi xuống, bình tĩnh hòa bình mà đàm phán. Nếu cá chết lưới rách thì tất cả chúng ta đều chẳng được lợi gì. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Không chỉ cần phải đảm bảo an toàn cho con gái tôi, sự an toàn của tôi cũng rất quan trọng. Đưa tôi và con gái tôi đến Hồng Kông, đến nơi một cái danh sách sẽ lập tức xuất hiện. Ông và con gái ông đến được Hồng Kông thì hội nghị chính trưởng quan quân quân đội đã bắt đầu rồi. Thẩm tiên sinh đang đùa với tôi đấy à? Chuyện lớn liên quan đến mạng người, Thẩm kính trai tôi chưa từng đùa cợt bao giờ. Có điều nếu kiểu gì cũng chết thì tôi thà cá chết lưới rách. Trung Quốc có một câu nói cổ xưa: kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Thẩm tiên sinh là cấp dưới cũ của Tôn tiên sinh. Tôi nghĩ cũng không vừa mắt cách làm của Tưởng Giới Thạch. Theo như tôi biết, Thẩm tiên sinh độc chiếm Nga Mi. Lúc trước quyền cao chức trọng, sau đó gặp bất lợi ở quan trường nên mới thành ra như bây giờ. Tôi không nói sai chứ? Nếu đã như vậy thì tại sao Thẩm tiên sinh phải treo cổ chết trên cái cây là ông chủ đới chứ? Tôi biết nghĩa sĩ phản tưởng của Quý Quốc đã đầu quân cho chính phủ Nam Kinh cả rồi. Ung Tinh Vệ là truyền nhân kế tiếp của Tôn tiên sinh. Ông lại là thuộc hạ cũ của Tôn tiên sinh. Ông đầu quân cho chính phủ Nam Kinh có thể có đất dụng võ. Chính phủ Nam Kinh chủ trương Trung Nhật hòa hảo. Sao Thẩm tiên sinh không bỏ tối theo sáng chứ? Nếu có thể, tôi sẵn lòng giúp ông bắt một cây cầu. Ông thấy thế nào? Thẩm kính trai tôi làm việc cho đảng quốc nhiều năm, đúng là cũng từng bị hãm hại, gài bẫy.
Tôi hiểu rõ cái xấu của đảng quốc, nhưng dù gì cũng bao nhiêu năm nay rồi. Có điều với tình hình trước mắt thì chính phủ Trùng Khánh vẫn còn có lợi hơn đó. Vào lúc này tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thẩm tiên sinh đã ở Nga Mi nhiều năm, có lẽ là không rõ lắm về tình hình hiện nay. Quý đảng ở Hoa Đông Hoa Bắc liên tiếp thất bại, đảng Cộng sản lại ở hậu phương từng bước xâm chiếm. Các ông là trong ngoài đều khó khăn. Thẩm tiên sinh là một người thông minh, tại sao không bỏ thuyền lên bờ chứ? Nền xanh mặt trời trắng của đảng quốc dân muốn thay trời đổi đất, nói thì dễ lắm. Nếu tôi đứng nhầm bên thì thật sự là sau này chẳng biết thế nào. Thẩm tiên sinh, cho ông bậc thang mà hình như ông không muốn bước xuống. Vậy thì đừng trách tôi trở mặt không nhận thân nhân nhé. Ông đừng quên, ông còn đang dính án giết người đấy. Ông giết huyện trưởng tạm thời Hồ Diệt Trung, cho dù trời đất có thay đổi thế nào đi nữa thì giết người cũng phải đền mạng chứ. Xem ra Thẩm tiên sinh rất khó đưa ra lựa chọn. Không bằng thế này đi, tôi tiến cử cho ông một người bạn, ông thấy thế nào? Ai? Mời trưởng quan lý qua đây. Dân. Phu nhân, bà cảm thấy bây giờ xúi dục Thẩm Kính Trai có hợp lý không? Ông ta sẽ bị xúi dục sao? Cho dù ông ta thành thật hay giả dờ thì ông ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Ông ta giết nhiều người của chúng ta như vậy, tôi nhất định sẽ khiến ông ta phải trả giá. Có điều, nếu ông ta đầu quân cho chính phủ Nam Kinh thì đối với chúng ta mà nói là trăm lợi mà không hại. Đợi sau khi ném bom Nga Mi thành công, quan viên cao cấp của đảng quốc dân sẽ đầu quân cho chính phủ Nam Kinh. Khi đó lập tức gửi điện báo toàn quốc, Thẩm Kính Trai, kẻ đã ở quân thống lâu năm này, quan trọng với chúng ta như thế nào, không nói cũng biết. Trước hết giữ Thẩm Kính Trai làm con tin đi đã. Nếu bọn chúng dám làm gì khinh suất, giết luôn không phải bàn. Dân, có tin tức của cây cô chưa? Chưa có. Đáng buồn không các cậu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dân. Lý Đức Lâm. Không ngờ thuyết khách được mời đến lại là cậu. Tôi cũng không ngờ có thể gặp mặt trạm trưởng Thẩm ở đây. Nói thật lòng, gặp người của cục trưởng đới, trong lòng tôi vẫn có chút không yên tâm. Ngồi đi. Hôm nay chúng ta có thể gặp mặt thì cứ thành thật với nhau đi nhé. Được, thành thật với nhau. Nghe nói sự nghiệp của trạm trưởng Thẩm gần đây gặp nhiều bất lợi, lần này được phu nhân coi trọng, tôi thấy ông nên bỏ tối theo sáng đi. Đây là một đường ra sáng sủa lắm đấy. Tôi cũng đang cân nhắc. Giờ chính phủ Nam Kinh chẳng qua chỉ là một đám văn nhân phất cờ lớn của Tôn tiên sinh,
làm cái gì mà Trung Nhật thân thiện, nói một câu khó nghe. Giờ là thời chiến, tôi thấy chính phủ Trùng Khánh vẫn chiếm lợi thế. Lão Thẩm này, tôi thấy ông ở Nga Mi lâu quá rồi, không hiểu rõ tình thế ở Trùng Khánh. Trong nội bộ quốc phủ giờ có rất nhiều người đều đang âm thầm làm việc cho chính phủ Nam Kinh. Chỉ là bên ngoài thì đeo cái hàm quốc phủ thôi. Hơn nữa, về vấn đề kháng chiến, họ tưởng kia chẳng qua cũng chỉ biết mong vào trợ giúp từ Mỹ. Nhìn sang các chiến khu lớn đi, không phải vẫn chỉ đành dùng không gian đổi thời gian thôi sao? Ông đừng nhìn họ đánh trống thổi kèn, làm cái gì mà hội nghị quân quan kháng Nhật, rồi nói mấy cái ý kháng chiến hùng hồn. Người Mỹ cứ lề mề có chịu tỏ thái độ đâu. Sức chiến đấu của bên Nhật ngoan cường cơ mà. Tôi thấy chỉ cần thời cơ đến thì phần thắng sẽ lập tức nghiêng về bên Nhật. Nói vậy thì chính phủ Nam Kinh đã có kế hoạch từ lâu rồi. Liễu Tử Phi, Tử Phi, tôi là Trương Kim Thạch. Tôi đã phát hiện căn cứ điểm cuối cùng của Liễu Thị rồi, ở một con thuyền ven sông. Thẩm Kính Trai cũng ở trên thuyền, vô cùng nguy hiểm. Được, tôi sẽ tới ngay. Được, tôi đợi anh. Anh nói sao cơ? Cha em bị người Nhật dẫn đi rồi sao? Rõ ràng đây là một cái bẫy mà. Họ muốn dùng em là con mồi dẫn cha em tới. Sao cha lại đi chứ? Cha mẹ về con của mình, chuyện gì cũng làm được thôi. Đều tại em, đều là vì em. Chuyện này không trách em được. Em yên tâm đi, nhất định anh sẽ đưa bác ấy bình an trở về. Nghe nói lúc trước Hồ Diệt Trung lên như diều gặp gió, cấp trên hiểu lầm ông rất nhiều. Ông đã chịu khổ không ít phải không? Tôi thấy cái sự hiểu lầm này 8 phần là liên quan đến cậu đúng không? Không đâu, không đâu. Hạng vô danh tiểu tốt như tôi làm gì có khả năng đấy. Hồ Diệt Trung là người của Liễu phu nhân, cậu ta có thể dẫm lên tôi, lên như diều gặp gió, thì cho thấy phía trên vẫn còn ai đó. Cậu dám nói cậu không biết sao? Người phía trên làm việc cho Nam Kinh, cho người Nhật thì nhiều lắm. Tôi đấy à, chỉ là tên chạy giặc thôi. Ông xem tôi từng này tuổi, ở trong quốc phủ cũng chẳng có hy vọng thăng tiến gì. Tôi chỉ là bỏ công sức ra để kiếm chút tiền thôi. Cậu nói tôi nghe, người đứng phía trên Hồ Diệt Trung rốt cuộc là ai? Nào, Thẩm Kính Trai tôi mặc dù trên quan trường không được may mắn cho lắm, nhưng năm xưa tôi ở hoàng phố, ở tiền tuyến, cũng đã ra Bắc vào Nam, không có ít mối quan hệ. Chỉ mấy cái người cậu vừa nói, tôi thấy chẳng có khả năng họ làm gì được tôi đâu. Chắc chắn là phía trên còn cây đại thủ nào đó. Cậu thành thật nói cho tôi biết, giờ ở phía trên rốt cuộc còn có bao nhiêu người đã đầu quân cho người Nhật? Tôi cần phải biết. Ông thế này không phải làm khó tôi sao? Được rồi, tôi nói cho ông. Ông xem, đến những người này cũng đều đầu quân cho chính phủ Nam Kinh rồi, chúng ta còn gì mà phải lo lắng nữa chứ? Thế là đúng rồi. Có mấy vị quyền cao chức trọng đó, tôi cũng thấy yên tâm.
Mấy người họ đều là nhân vật vô cùng quan trọng. Nếu họ thật sự công khai đầu quân cho chính phủ Nam Kinh thì trong quốc phủ, trong quân đội thật sự sẽ thay đổi lớn lắm đấy. Chứ còn gì nữa, tôi thấy ông cứ thuận nước đẩy thuyền, hợp tác cùng phu nhân đi. Sau này chúng ta còn cùng nhau đi Nam Kinh, có mấy vị quan cao đó đi cùng, nghe có vẻ đúng là cơ hội tốt để bỏ tối tìm sáng. Đáng tiếc là tôi không hiểu thời thế sớm được như cậu. Giờ cũng không muộn mà. Mang lên. Đi, đi mau. Quỳ xuống. Không hoàn thành được nhiệm vụ, cậu vốn không nên còn sống. Giờ lại còn dám đến tìm tôi, thế thì là tự chui đầu vào rõ rồi. Tôi sẽ không để cậu được sống đâu. Phu nhân, phu nhân, bà tha mạng cho tôi đi. Tôi có lý do. Tôi thật lòng yêu cây cô. Bà với cô ấy mẹ con tình thâm, bà tha cho tôi đi. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi và cô ấy sẽ cùng về Nhật Bản. Im miệng. Chỉ cần ông đưa danh sách ra, phu nhân sẽ không xử tệ với ông đâu. Nhưng kể cả khi tôi đầu quân cho Nam Kinh thì cũng vẫn không đảm bảo giữ được tính mạng. Hợp tác với người bên mình thì còn dễ nói, hợp tác với người Nhật Bản vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ông yên tâm, về cái này thì tôi có thể hoàn toàn đảm bảo được. Nhân tài ở cấp bậc như ông, chính phủ Nam Kinh mong còn chẳng được, không thể qua cầu rút ván được đâu. Hơn nữa, người Nhật Bản bây giờ không phải vẫn đang ở trong địa giới của chúng ta sao? Chúng ta vẫn có tiếng nói mà. Lão Thẩm, ông yên tâm, hôm nay tôi về đến nơi sẽ điện báo cho phía Nam Kinh, nói cho họ tin tức ông đầu quân về bên đó, người Nhật sẽ không dám động vào ông đâu. Còn nữa, ngày mai tôi có vài đồng liêu về Nam Kinh, Thẩm lão huynh có thể dẫn theo người mà. Đi cùng họ, ông thấy thế nào? Được, tôi đồng ý với cậu. Đợi làm xong việc ở đây, tôi cùng cậu đi Nam Kinh. Có điều, có một điều kiện. Ông nói đi. Sự an toàn của Thẩm kính trai tôi và cả con gái tôi, các người phải đảm bảo chắc chắn. Tính mạng của cả nhà tôi nhờ cả vào cậu đấy. Tôi cũng chỉ là nâng người tài dùng người giỏi thôi mà. Không dám nhận, không dám nhận. Vậy chúng ta quyết thế nhé. Một lời đã quyết. Được. Mau tránh ra. Người đâu? Mời Thẩm tiên sinh lên trên nghỉ ngơi. Dân, xin mời Thẩm tiên sinh. Mời ngồi. Mời phu nhân.
phu nhân, Thẩm Kính Trai đã bị tôi thuyết phục, đồng ý đầu quân cho Nam Kinh. Có điều ông ta đồng ý đầu quân vào lúc này, tôi nghĩ ông ta vẫn sẽ cân nhắc đến tính mạng của mình và con gái. Chắc ông ta sẽ không giao danh sách ra ngay đâu. Phu nhân vẫn cần phải bàn bạc thêm với ông ta. Ông ta không đưa danh sách ra thì e là không giữ nổi mạng đâu. Lý tiên sinh, mời cậu về trước đi. Phu nhân, nếu Thẩm Kính Trai vẫn không chịu đưa danh sách ra thì tôi sẽ không để ông ta rời khỏi thuyền nửa bước đâu. Vâng, phu nhân. Phu nhân, cô gây cô về rồi. Con sao rồi gây cô? Con không sao. Nào, mau ngồi xuống đi. Nào, nằm xuống đi. Mẹ, gây cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, mẹ sẽ đưa con về nước. Không, mẹ, khó khăn lắm con mới tìm được mẹ. Con không muốn rời xa mẹ. Làm đặc công thì cũng đồng thời mất đi gia đình và tất cả. Con không về được nữa đâu. Giờ phút này con chỉ muốn yên tĩnh ngồi ở đây nhìn mẹ. Mẹ có còn nhớ bài hát hồi nhỏ mẹ thường hát cho con nghe không? Khi còn nhỏ, trong ấn tượng của con, mẹ là một quân nhân mặc quân phục vô cùng xinh đẹp. Con cũng muốn cuộc sống giống như của mẹ nên mới chọn là một quân nhân tham gia thánh chiến của bệ hạ. Ngoài ra con còn làm được gì nữa chứ?
tình hình cha thế nào, có bị thương không? Con tới để cứu cha. Cậu làm cái gì thế? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ? Tên anh là gì vậy? Tôi là Yamamoto. Xin được chiếu cố nhiều hơn. Đồ ăn của người Trung Quốc cay quá, bụng tôi không chịu nổi nữa. Có thuốc không? Thời tiết quỷ quái của Trung Quốc nóng thật đó. Mãi cho đến khi con gặp một người, con mới biết thì ra con còn có thể lựa chọn một cuộc sống khác. Người con nói là Trương Kim Thạch sao? Mẹ, con có thể từ bỏ tất cả, kể cả Trương Kim Thạch. Con chỉ muốn mọi người sống thật tốt, tiếp tục sống. Không thể. Cậu ta là người Trung Quốc. Không, mẹ ơi, mẹ hiểu lầm anh ấy rồi. Anh ấy là một người dũng cảm và có trách nhiệm. Anh ấy nói anh ấy sẽ tới đây. Đích thân hóa giải sự hiểu lầm này với mẹ. Nếu cậu ta xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ sẽ một súng bắn chết cậu ta. Không, không được đâu mẹ. Mẹ không thể làm như vậy được. Anh ấy đã cứu mạng con mà. Không phải cậu ta cứu mạng con, là con đã cứu mạng cậu ta. Mẹ có biết không, vào khoảnh khắc con đỡ súng giúp anh ấy, con mới hiểu được tình yêu là gì. Con mãn nguyện rồi. Mẹ à, hơn nữa, nếu không phải anh ấy đưa con đến phòng khám tư nhân thì giờ con đã bị người của cảnh vệ đoàn bắt lại rồi. Mẹ à, anh ấy hiểu con, tôn trọng con. Hơn nữa, còn từng cứu con không chỉ một lần. Mẹ tha thứ cho anh ấy đi. Con xin mẹ. Mẹ tha cho Trương Kim Thạch đi. Con xin mẹ. Chỗ này giao cho cậu đó. Để ý kỹ chút. Thẩm Tiệp sẽ an toàn, sẽ mau chóng tới cứu cha. Sẽ truyền danh sách Hán Giang quan trọng cho con trước. Con nhớ kỹ đó. Dân, con nhớ kỹ rồi. Danh sách hội nghị rất an toàn.
mau chóng tiêu diệt toàn bộ gián điệp Nhật Bản đi. Liễu đoàn trưởng đã sắp xếp xung quanh chỗ này rồi. Cứ mặc kệ ta, báo cáo cho cậu ấy, lập tức hành động. Bọn con sẽ tới cứu cha. Ta đã quyết định bỏ mạng rồi. Ngọc tan thì đá cũng nát. Đừng làm chuyện ngốc nghếch, con sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Đứng yên.